xỉu luôn. Trực tượng giao tử thư, một bộ phận hệ trung hoạt động ở trường Tân An, thông minh, sáng, chuyên pháp, chính trị gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang đợi bước tiếp sắp đó. Định nghỉ giờ rất là đông luôn. Giờ qua cái nấu lớn và đã tới ngoài này. Giờ này là làm nước uống. Bảy giờ sáng và đông cỡ này. Tiền trên người khi tham gia lễ hội, những kẻ gian sẽ đền ứng và lợi dụng lúc chỗ đông người chen lấn xô đẩy để cướp giật dây chuyền, túi sách, ví tiền. Khi phát hiện đối tượng trộm cắp cướp giật tài sản nêu trên, thì hô hoặc báo ngay cho lực lượng chức năng 0983862 công an thành phố Thạch Thất. Thông báo ai nghi ngờ cướp giật tài sản không phải là tiền vốn của nhà anh hùng dân tộc Nguyễn Công Trực Thiên Sinh. Đá quý hoặc những tài sản tiền trên người khi tham gia lễ hội, những kẻ gian sẽ đề ý và lợi dụng lúc chỗ đông người chen lấn xô đẩy để cướp giật dây chuyền, túi sách, ví tiền. Khi phát hiện đối tượng trộm cắp cướp giật tài sản nêu trên, thì hô hoặc báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp bắt giữ hoặc liên hệ đường dây nóng 0297 8240 0. Xe đang chuẩn bị qua đây nha. Quá trời, bà con đợi đông. Có sao bây giờ? Tới rồi Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây đi nhau.
Rồi, chiếc khó lập nên gia đình.
khi đại đồ ở trước đây Sài Gòn từ thuốc ngủ trên của triều đình thân lệnh tiếp về Biên Hòa, quân Nhật Thực được giao chỉ huy một bộ phận nghĩa quân hoạt động ở rừng Tân An, đã lập được nhiều công trạng khi đuổi giết và đốt cháy Tàu Pháp tại Đoạn Nhật Bảo, sông Nhật Bảo, đoạn qua thôn Nhật Bảo thuộc tỉnh Long An ngày 10 tháng 12 năm 1861. Trước đó những quân Thực đã chủ trương tấn công một thủy hải pháp trên cát trên rạch Ra vào trong tỉnh Tiền Giang năm 1887 về thủ tướng Hà Tân, nhưng ông chưa vừa định Hà Tân thì Hà Tân đã lọt vào tay quân Pháp. Nhưng đến tháng 1887, những quân Trực rút quân về Hà Tân mở rộng hoạt động về Tiền Giang và về Tiền Giang từ đây. Sau một thời gian, những quân Trực kết nối với một số nghĩa sĩ hải tàu như Lâm Song Tư, Trịnh Văn Tư, Ngô Văn Đức, Thanh Văn Hòa, Nguyễn Văn Nhi, nhanh chóng mở rộng địa bàn rộng, đã tổ chức đánh úp việc và thi đội từ Kiên Giang làm chủ tình hình ngay đây một tuần lễ. Quân Pháp phải điều quân từ Vĩnh Long ra Kiên Giang để chiếm lại những người gặp quá. Để quân những quân Thực, quân Ích, yếu phản đất khỏi thành phố để bảo toàn lực lượng và liên tục thành công. Quân Pháp tiếp tục tu quân tuân theo quyết tiêu diệt của quân. Những quân Thực quyết định quốc gia Phú Quốc. Quân Pháp tiếp tục tập quân diệt quân gia Phú Quốc. Sau một thời gian chậm trị do lực lượng quá kiên cường, thực hiện hoạt động khó khăn, những quân ngày càng suy kiệt dần. Trong khi quân Pháp được sự đầy mưa tiến tới biết ngay các lực để nhận thấy thực dân chiến thuật của đoạn đê là tàu đông lương tàu.